Bài học từ cây lê. Một người cha có 4 người con trai. Ông muốn dạy các con mình không nên đánh giá mọi việc quá vội vàng, nên đã bảo lần lượt từng người trong số họ đến thăm một cây lê ở rất xa. Người con cả ra đi vào mùa đông, người con thứ hai đi vào mùa xuân, người con thứ ba vào mùa hè, và người con út vào mùa thu. Khi những người con quay về, ông đã gọi tất cả lại và yêu cầu họ tả lại những gì họ nhìn thấy. Người con cả nói rằng cây lê đó xấu xí, khô cằn. Người con thứ hai không đồng ý và nói nó có rất nhiều chồi lộc và đầy hứa hẹn. Người con thứ ba thì nói cây lê đó hoa lá sum xê, mùi hương ngọt ngào và trông rất đẹp. Đó là cây lê đẹp nhất mà anh từng thấy. Người con út không đồng ý với ba người anh. Anh nói rằng cây lê đó trĩu nặng trái chín. Nghe xong, người cha giải thích cho các con rằng tất cả họ đều đúng, bởi họ đã nhìn thấy cây lê vào những mùa khác nhau. Tuy nhiên, những gì họ nhìn thấy chỉ là một mùa trong đời cây lê. Ông bảo rằng họ không thể đánh giá một cái cây hay một con người chỉ qua một mùa hay một giai đoạn, và rằng bản chất của con người cũng như những niềm vui và tình yêu trong cuộc sống chỉ có thể được đánh giá vào giai đoạn cuối khi tất cả các mùa đã đi qua. Nếu bạn quyết định bỏ cuộc khi mùa đông đến, bạn sẽ bỏ lỡ những hứa hẹn của mùa xuân, vẻ đẹp của mùa hè và sự thu hoạch của mùa thu. Bài học mang đến cho chúng ta là: đừng để nỗi đau của một mùa phá hủy niềm vui của các mùa còn lại. Đừng đánh giá cuộc sống chỉ thông qua một giai đoạn khó khăn. Hãy kiên trì vượt qua giai đoạn khó khăn. Chắc chắn những điều tốt đẹp hơn đang chờ bạn phía trước.